Thi Su xin kính chào cô chú anh chị và các bạn xem chương trình chào đón cả nhà mình đã quay trở lại cùng với kênh Thi Su Chu Du. Hôm nay thì Thi Su sẽ mời cả nhà mình sẽ đi coi hải sản với Thi Su. Này thu mua xong rồi đó hả anh? Cá thúng. Dạ, này cá thúng đem lên bờ bán hả? Không. Ở đâu ạ? Đi lên đây coi nè cô, coi cá nè. Cá thúng mà. À. Ở đây là người chờ để đem đi ra chợ luôn. Mình lại mình coi cái gì không. Cô có mua cá gì không cô? Mua con thùng đi chơi. Cá nè. Dạ tươi tươi ngát tươi xanh ha. Cá thúng mới vô mà tươi. Đâu? Lấy hên bán. Ủa, cá sòng ha. Lấy cỡ bé kịp vô. Chưa đến 9 giờ. Đồ lấy nhiêu đấy các bạn? 4 con. Đồ lấy đi. Dạ. Cá lưới ngon lắm cô. Chưa, đi gỡ nè hả? Còn xuống dưới gỡ nữa ha anh? 40 ngàn. Cá tươi cong, tươi cứng. 40 ngàn bạch đá. Được không? Dạ. Cá xương không anh? Cá sòng cá xương không? Không, nó mới xương. Dạ hả? Vừa đi đâu? Dạ đi xuống dưới lại. Này là di chuyển nhờ nước này, cả nhà nhờ nước di chuyển cái thúng này qua bên kia. Nói chung là ngày hôm nay ở đây thúng họ đi vào nhiều giờ khác, nhiều khung giờ khác nhau. Cho nên là mình sẽ nhìn thấy được nhiều cái thúng họ đậu ở bên dọc cái biển này. Thi Su gọi cái đợt bực, Thi Su đặt tên này là bực kè Đức Long ha. Đó, ở đây lên rồi mấy chị cũng ngồi thu mua rồi bán ở chỗ này luôn nè. Mực. Ở đây là thu mua mực. Cho 50 luôn, 2 triệu dễ chi ơi. 2 triệu cho dễ chi, 50. Đó, mượn 50 đi, mượn nào được. Chai không? Cũng nói bữa nào nó dư 50 cái chai coi là lạc không à, mượn hoài thôi. Không không. Không mà mượn hoài thôi à. Chai này mượn hoài thôi. Đây là mực. À ghẹ nè, ghẹ ghẹ. Ồ ghẹ, ghẹ ngon. Đây. Mà nhớ nha mà. À nhớ đâu quên nha. Ghẹ ngon hả? À. Bưng lên giùm chị xíu mấy đứa nè. Tù quá, tù dính á. Ở chết rồi. Cái chợ nó lấy 100 bà mà cứ không nói lần nào vậy nó nhiều cái. Vậy như một cái như ký à. 19 ký à. Chị kia chứ 14 ký. 14 ký. Hiểu có 50 ngàn ký chợ cũng giá không? Chợ là chợ bảo 60 ngàn với 50 ngàn à la lè. Vậy đó là nhiêu ký chị? Nào chị. Bao nhiêu tiền ký chị? 3 ký tư. Sao chị? Bao nhiêu tiền ký ghẹ? Ghẹ nào mới được chứ tự ghẹ hỏi bao nhiêu đường ký ghẹ là ghẹ nào mới được chứ hỏi ghẹ biết đường mà loại nào luôn hả? Đủ thứ loại biết đường loại mà chị đang mở trang bị đó. Trang bị này ghẹ hả? 200 mấy 300 gì đó hả? Đủ thứ ghẹ biết đường mà chị hỏi tôi biết. Ngon đen con là đang nghe rất con dảnh già đang ngồi. Này chia theo size theo cỡ hả chị? Đủ thứ size đủ cỡ. Dạ. Bò.
này lựa ghẹ mà không cần bắt luôn rồi. Bên kia cũng có nữa này, mới vô nữa này con. Bên này có chỗ cũng đang thu mua này cả nhà. À, có nhiều thúng đang bắt đầu vô nữa. Giờ này cả nhà mình đi 9 giờ ra đây là đẹp. Đứng đây tới 9 rưỡi thì mình mua được nhiều thứ. À, ghẹ cá mực, hồi nãy giờ mình thấy ghẹ cá mực ha. Giờ qua đây thử coi là có gì. Ồ, ngon chưa, ghẹ nữa nè. Ồ, ngon. Này là mấy cô đang thu lại các bạn nha. $300 Tí. Đi được không vậy? Đi được luôn ơi. Bao nhiêu? Cái này nãy cái mảy nhiêu không? $220 80 không đi, phúc không? Ớt nè. Ớt nãy nhỉ. Hai con ớt luôn rồi. Ớt sợt rồi nãy như con. Có hai con này à? Ừ, hai con đó nè. Đó, nó ớt sợt rồi. Nó hết được 400 chứ hả? Hả? Ừ. Lên con nào là biết con đó là với lại cột cái khung liền hay rồi. Người này là, đi này là còn ghẻ không à? Dạ. Ồ có tâm tích nữa nè, tâm tích nè. Con này có lấy không? À, con này ớt bỏ. Con đó ớt bỏ cơ à. Vô cho thỏ cả nhà mình cho nó tươi. Ở đây có một cái thúng mới vô này cả nhà, cá nè. U ngon. Này đi nữa rồi, đi đi. Ở đây Tisu đang qua đây coi gỡ ghẹ nè cả nhà mình. Dạ em xin phép chứ không rồi đã nghe anh này. Ai ghẹ. Hôm nay cho nước vô lại để về ăn nè. Bên đây là làm sạch lưới. Ủa, dạ nó xoáy vòng tròn á cả nhà mình, giống như lòng chảo vậy đó. Đây là gỡ con này con cúm đấm anh. Cúm hả? Cúm càng cúm. Anh đang đi tìm cái gì ở đây? Cá. À cá với ghẹ này cả nhà mình. Ồ có trái dưa hấu nữa hả? Trên biển mà cũng mọc dưa hấu nữa ta. Ờ hay chưa, mọc trái dưa hấu ở trong cái rổ luôn à. Dạ. Này ghẹ này cả nhà mình. Này đi từ mấy giờ anh hả? Chắc đi hồi khuya hả? 2 giờ khuya rồi giờ vô. 8 giờ vô ngồi tới đây gần nửa tiếng. 8 triệu à. Nửa tiếng cái 8 triệu thôi, mùa này mùa ghẹ mà, lưới ghẹ không à. Anh đi chừng tháng là anh đi chừng 3 tháng là anh về anh xây thôi. Anh xây giờ xây hàng hôm. lên lúc tắm. Dạ. Trên đó cũng mắc lắm chứ đâu rẻ gì đâu, hồi xưa để chứ giờ đâu có rẻ. Đây có ghẹ gì à, ngon không anh? Có. Sống á, sống mấy đầu nậu hết rồi. Đầu nậu bán hết rồi hả? Ừ, con này ba cúm mua hả? Nhà này cúm mà toàn là mấy con này thôi đúng không? Có ghẹ nữa. Ghẹ sống bán hết rồi. Có ghẹ chết rồi. Ghẹ đơ đơ á hả? À. Người ta gọi là ghẹ ngợp á hả? Ghẹ ngáo ngợp á. Mấy cúm gì nè chị nè? Dạ. À đó, nhỏ. Mấy con đó là con cúm ghẹ luôn hả anh? Cua nêu. Hả? Cua nêu ghẹ. Cua hả? Dạ. Xong cái này là mình gỡ ra rồi giờ mình lượm qua mình bỏ vô thùng ha. Đây mà chợ bán. Đây cả nhà mình có bị dây thun luôn nè, cho nên là lên rồi mấy anh gỡ, mấy anh cột dây thun luôn cho nó khỏi kẹp. Ghẹ này dày cái làm cho cái gì á? Bún nấm mèo rồi đó hả? Hành tây rồi đó hả? Hấp lên hả? Phải không? Cái món ghẹ đó quýt bột hả? Ủa nó cứng mà anh. Đập ra quýt bột.
Ồ, rồi, cái xương của nó cứng là sao ăn? Dạ. À lấy hai bên hông thịt đó hả? À dạ đủ đủ rồi nè, đủ rồi, đủ rồi. Không ơi, em đạo cái thúng đi vô nữa. Rồi, em cảm ơn nhiều nha. Đây là làm sạch lưới này cả nhà mình. Sạch lưới hả anh? Dạ. Mình đi là lưới này lưới ghẹ hả? Dạ lưới xé. Lưới xé hả? Là hàng đi hết rồi. Ô ghẹ ngon chưa? Này làm sạch nè. Dạ sạch. Tầm tít. Trời ơi chảy móc tay rồi. Dạ cái đâu cửa cá hồi nãy á. À cá nó dính đó ha. Rồi cá đi hết rồi hả anh? Bán hết rồi hả? Rồi qua đi coi ghẹ nè. Bán con thôi để lại ghẹ nhậu. À ghẹ nhậu đâu rồi? Quay lên. Dạ. Quay vô đăng lên Facebook hả? Dạ YouTube. Sao ghẹ này to dữ vậy anh? Mấy con lớn bán hết rồi ha. À. Nghe biển hay cả nhà vất vả hả? Cả nhà biển khổ rồi mấy vậy? Dạ. Quý vị thấy khổ không quý vị? Sao giống quý vị mà giống cô Phương Hằng dữ. Cá này là cái gì anh? Con này cá gì? Cá sơn hả? Là lưới, là lưới này lưới cá hay lưới ghẹ hả? Lưới cá lại tôm. Dạ. Là gỡ hết rồi đi bán rồi anh hả? Cá lại tôm bọc. Dạ. Bây giờ làm sạch lại thôi hả? Làm sạch lại xấu đi. Ừ. Mình vô đây từ lúc mấy giờ ạ? Vô lúc ta 8 giờ. 8 giờ. Vậy bữa sau đi lúc 3 giờ sáng. Dạ, lúc 3 giờ sáng từ 8 giờ mới vô lại đây. Rồi giờ đứng đây là 9 giờ là xong sạch lưới chắc phải 11 giờ ha. 11 giờ về ăn cơm nghỉ ngơi rồi tối 3 giờ đi tiếp. Ba quay thùng lưới cá kìa. Dạ, đó. Cảm ơn anh ạ. Dạ. Đây là lưới cá này cả nhà. Đi xu qua đây quay cái lưới cá cho cô chú anh chị các bạn nha. Đó. Này là gỡ hồi nãy là bớt rồi phải không anh? Dạ dạ. Bán trước rồi, cái này bán sao? Dạ, cái này là bán sao. Ôi trời, ướt quần luôn. Nước sẵn nguồn lên chứ. Dạ không, ướt hết trơn rồi, sóng đánh ướt hết rồi. Là hy sinh vì nghệ thuật nè. Này cá sòng anh hả? À, cá sòng. Mùa này cá gì là nhiều anh? Cá mòi. Cá mòi là nhiều ạ. À? Mà cá mòi thì đâu có được giá nhiêu đâu ha. À, cá mòi rẻ 20-30 cái nhiêu. Ha. Ừ. Cha gỡ hết cái lưới này lại là cũng đã đời luôn á. Dạ em cảm ơn anh ạ. Dạ. Hôm nay thu mua ghẹ nè cả nhà. Ngon dữ trời. Cái này đem về âm ngon. Xong, có tiền đi về. Này ghẻ này cả nhà mình. Ô còn sống hết á. Ghẻ này gọi là ghẻ nhàng. Ghẻ này là ngon. Thì là họ đi xong rồi bây giờ họ bưng lên trên này đó cả nhà để cho người ta cũng thu mua á. Mấy con này là con mực giái.
Thì đây cô chú anh chị các bạn, ngay ở đây thì nói chung là rất là nhiều thúng ở nơi này, và cái giờ này 9 giờ thì xô đi thì các thúng đã lên đa phần là nhiều, cho nên ở đây thì cả nhà mình sẽ đi dao động từ 8 giờ sáng ha. Có hôm 8 giờ mình ra cũng không có ai, nói chung là tùy bữa, tùy cái thời điểm nữa. Nhưng mà dao động từ 8 đến 9 giờ đây thì cả nhà mình sẽ có được nhiều cái hải sản tươi ngon, mình có thể chọn mua và đem về, mua lại từ cái người đầu nậu hoặc là mua từ những cái anh ở dưới ghe cũng được, nhưng mà thường là đầu nậu hay hơn. Tí sau xin cảm ơn cô chú anh chị các bạn, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà mình trong những chương trình lần sau. Kính chúc sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc và bình an đến mọi người và mọi nhà.